mà nhìn cái dịch Covid đang hoành hành khắp mọi nơi thế giới thì trong đầu đã nảy ra một ý tưởng, một vài ý tưởng về vẽ, về tranh tuyên truyền tới mọi người. Khi mà được anh chị chủ nhà, cũng là anh chị chơi hơn rất lâu rồi, anh chị muốn thay đổi không gian ngôi nhà nữa, cho nên là đã ngồi bàn bạc với anh chị để ra một cái ý tưởng và sửa đổi ngôi nhà theo một chủ đề là phòng chống Covid. Đầu là trong cái đoạn đấy mình cũng cho biểu tượng hình trái đất rồi, nhưng mà để phát triển hơn thì mình mất khoảng 2 ngày để mình nghĩ sâu hơn là mình đang muốn cho cái gì đấy là hình ảnh Việt Nam đoàn kết, hình ảnh đất nước và dân tộc mình vào. Thì mình đang nghĩ là chỉ có hình ảnh chim lạc là của đặc trưng của Việt Nam, và mình lồng vào hình ảnh tổ chim, nghĩa là chúng ta đoàn kết một nhà, và trong cái cửa chim đấy là có cái hình trái tim, nghĩa là chúng ta đồng lòng vào là cùng bảo vệ mọi người trước cái dịch Covid ấy. Khi mà mình hoàn thành xong mà mọi người đi qua và nhìn mọi người rất là bất ngờ, kiểu không nghĩ là tại sao có một bức tranh to như này về chủ đề Covid. Lúc đầu mọi người thấy cũng lạ, là lạ, xong rồi mình cũng hỏi và mình cũng giải thích thôi. Nhà cô bán cuốn bò Huế ở đây thì lượng khách cũng rất đông rồi, nhưng mà khách đến ăn cuốn bò Huế thì ai cũng cứ nhìn bức tranh và cũng cứ hỏi bố rằng là bức tranh này gia đình vẽ về Covid-19, cho nên mọi người ăn cuốn cũng rất là hâm mộ bức tranh này, vừa ăn vừa ngắm.